Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một khía cạnh rất quan trọng của dinh dưỡng mà có thể không phải ai cũng hiểu rõ, đó chính là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan là một trong những yếu tố không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Nhiều người thường chỉ biết đến vai trò của chất xơ trong việc ngăn ngừa táo bón. Nhưng thực ra chất xơ hòa tan còn có nhiều tác dụng tuyệt vời khác như là kiểm soát đường huyết này, giảm cholesterol và hỗ trợ quá trình giảm cân. Vậy, chất xơ hòa tan thực sự là gì? Nó hoạt động ra sao và có thể bổ sung từ những nguồn thực phẩm nào? Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết trong video này nhé! Trước hết, chất xơ hòa tan là gì? Chất xơ hòa tan là một loại carbohydrate không tiêu hóa được bởi các enzyme trong hệ tiêu hóa của con người. Khi vào cơ thể, chất xơ hòa tan sẽ hấp thụ nước và biến thành dạng gel. Điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, phân trở nên mềm hơn và dễ dàng di chuyển qua đường ruột. Chất xơ hòa tan thì có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên và sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tiêu hóa. Một số ví dụ nổi bật về các loại chất xơ hòa tan thì bao gồm: 1. Pectin. Pectin là một loại chất xơ hòa tan được tìm thấy trong trái cây như là táo này, cam và các loại quả có múi khác. Pectin thì có khả năng tạo gel mạnh, giúp làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột, đồng thời làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó giúp kiểm soát đường huyết. Nó cũng giúp giảm cholesterol và duy trì sức khỏe tim mạch. 2. Là FOS. FOS là một loại prebiotic có khả năng nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh và hỗ trợ tiêu hóa. FOS thường có mặt trong các thực phẩm như là hành tây, này, tỏi, chuối và một số sản phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa. Thứ ba là fibregum. Fibregum là chất xơ hòa tan được chiết xuất từ keo cây acacia, cây keo. Chất xơ này thì giúp làm mềm phân, này, kích thích nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Fibregum cũng có tác dụng nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột, giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Và tiếp theo là mủ chôm. Đây là một loại chất xơ hòa tan tự nhiên có khả năng hút nước mạnh, giúp phân trở nên mềm hơn, dễ dàng đào thải ra ngoài. Mủ chôm còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ nhuận tràng. Những loại chất xơ hòa tan này thì không chỉ quan trọng đối với hệ tiêu hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về những tác dụng chính của chất xơ hòa tan đối với cơ thể. Chất xơ hòa tan thì có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa. Bên cạnh việc giúp nhuận tràng và phòng ngừa táo bón, chất xơ hòa tan còn có nhiều lợi ích khác, từ hỗ trợ giảm cân đến kiểm soát đường huyết và giảm cholesterol. Thứ nhất là hỗ trợ nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón. Một trong những tác dụng nổi bật nhất của chất xơ hòa tan là khả năng hỗ trợ nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón. Khi chất xơ hòa tan vào cơ thể, nó sẽ hấp thụ nước này, tạo thành một lớp gel mềm trong ruột. Lớp gel này làm mềm phân, giúp phân di chuyển dễ dàng hơn qua đường ruột, từ đó giảm thiểu tình trạng táo bón. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị táo bón mãn tính hoặc thường xuyên gặp khó khăn khi đi đại tiện. Việc bổ sung đủ chất xơ hòa tan hàng ngày thì có thể giúp điều hòa hệ tiêu hóa mà không cần phải dùng đến các loại thuốc nhuận tràng. Lợi ích thứ hai là giúp kiểm soát đường huyết. Chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Khi tiêu thụ các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, đường trong thức ăn sẽ được hấp thụ chậm hơn, giúp ngăn ngừa sự gia tăng đột ngột của đường huyết sau bữa ăn. Việc kiểm soát đường huyết ổn định thì không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường mà còn giúp tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi. Tác dụng thứ ba là giảm cholesterol và hỗ trợ tim mạch. Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể qua phân. Điều này giúp giảm mức cholesterol xấu LDL trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là cao huyết áp, này, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Ngoài ra, việc giảm cholesterol xấu cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm áp lực lên động mạch và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Thứ tư là hỗ trợ giảm cân.
Chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác no lâu hơn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Khi chất xơ hòa tan chưa nở trong dạ dày, nó tạo ra cảm giác no, từ đó giúp bạn giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đây là lý do tại sao những người muốn giảm cân thường được khuyến nghị bổ sung chất xơ hòa tan vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp giảm cân tự nhiên và lành mạnh, việc bổ sung chất xơ hòa tan hàng ngày là một cách hiệu quả để kiểm soát lượng calo mà không cần phải tuân thủ các chế độ ăn kiêng khắt khe. Và cuối cùng là giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ hòa tan còn là nguồn thức ăn quan trọng cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Khi chất xơ hòa tan được tiêu hóa bởi vi khuẩn có lợi, nó sẽ giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh thì giúp ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như là tiêu chảy, này, táo bón, đầy bụng và khó tiêu. Ngoài ra, hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Trong phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ với các bạn về các cách bổ sung chất xơ hòa tan trong chế độ ăn uống hàng ngày. Việc bổ sung đủ lượng chất xơ hòa tan hàng ngày là vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành nên bổ sung từ 25-30g chất xơ mỗi ngày, trong đó ít nhất một nửa là chất xơ hòa tan. Sau đây là một số nguồn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan mà bạn có thể dễ dàng thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Thứ nhất là các loại trái cây. Táo, cam, bưởi, lê, bơ, dâu tây là những loại trái cây giàu chất xơ hòa tan. Hai là rau xanh. Rau cải bó xôi, bông cải xanh, rau đay, mồng tơi và rau lang đều là những nguồn chất xơ hòa tan rất tốt. Ba là ngũ cốc nguyên cám. Yến mạch và lúa mạch là những loại ngũ cốc giàu chất xơ hòa tan. Một bát yến mạch thì cung cấp từ 3-5g chất xơ hòa tan, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Và cuối cùng là các loại đậu. Đậu đen, đậu xanh, đậu bắp và đậu lăng chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao, giúp hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bổ sung đủ chất xơ hòa tan từ thực phẩm, có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Isotagon là một trong những sản phẩm nổi bật được thiết kế để hỗ trợ nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón nhờ sự kết hợp giữa mủ chôm và các thành phần tự nhiên khác. Thành phần và tác dụng của Isotagon thì bao gồm: thứ nhất là các chất xơ hòa tan. Một là FOS, một loại prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ nhuận tràng. Hai là fibregum, là chất xơ hòa tan từ keo cây acacia, giúp làm mềm phân và kích thích ruột co bóp một cách tự nhiên. 3 là mủ chôm, giúp tăng cường khả năng nhuận tràng tự nhiên, giảm táo bón một cách nhẹ nhàng mà không gây kích ứng. Thành phần thứ hai trong Isotagon là men vi sinh probiotics. Bacillus coagulans, Bacillus glossy dạng bào tử, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tạo thành lớp màng nhầy trên niêm mạc đại tràng, từ đó giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Và thành phần cuối cùng trong sản phẩm là các vitamin nhóm B. Vitamin PP, vitamin B5, B1, B6. Các vitamin nhóm B giúp tăng cường quá trình chuyển hóa thức ăn, tăng cảm giác ngon miệng và cải thiện chức năng tiêu hóa rất tốt. Về liều dùng và cách dùng sản phẩm Isotagon, trẻ từ 2-6 tuổi thì uống một gói mỗi ngày. Trẻ từ 7-10 tuổi uống 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần một gói. Người lớn và trẻ từ 10 tuổi trở lên thì uống 1-2 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 gói. Về cách dùng thì pha một gói với 30-60ml nước, không pha với nước nóng trên 40 độ C, khuấy đều trong 3-4 phút và uống ngay sau khi pha. Tốt nhất bạn nên duy trì sử dụng trong 1-2 tháng để cải thiện lại sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ táo bón tái phát. Hy vọng rằng những thông tin mình chia sẻ hôm nay đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chất xơ hòa tan và vai trò của nó trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan thì không chỉ giúp nhuận tràng, này, phòng ngừa táo bón mà còn có nhiều lợi ích khác như kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân. Nếu còn bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào liên quan đến táo bón hoặc sản phẩm Isotagon, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới phần bình luận
hoặc gọi ngay qua số hotline hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ và tư vấn thêm trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.